Chào quý vị, xin chào đại gia đình yêu thích trồng cây. Các bạn xem đây, đó, những trái lựu của tôi nè, lựu đỏ Ấn Độ rất là đẹp, rất là sai trái, trái quá trời luôn. Trái như thế này thì trong vòng khoảng chừng một tháng nữa là ta thu hoạch được rồi, trái nó đang sắp chín rồi nè, bạn nhìn thấy không? Ồ, trái nó đỏ rất là đẹp nè, đó, sai trái quá trời luôn. Bên đây cũng vậy nè, đây là lựu đỏ Ấn Độ nè. Cái này là được khoảng 3 tháng đậu trái rồi nè. Khoảng chừng 1 tháng nữa là cho ta thu hoạch được. Trái nó bắt đầu chín đỏ thì mới thu hoạch. Trái rất đẹp. Đó, đây còn trái này là trái lục Thái Lan này anh chị. Lục Thái Lan là trái to ghê không? Trái này sắp thu hoạch rồi. Hello, xin chào quý vị, xin chào đại gia đình yêu thích trồng cây. Đây cây lục của các bạn ơi. Lục đỏ Ấn Độ nè. Trái này chắc nó phải tầm 350 gram đó, 350 gần 400 gram nè, lựu đỏ Ấn Độ đó, đang trái rất là nhiều nha bạn nha, đó, đang đậu trái rất nhiều. Cây này thì là hơn 2 năm tuổi rồi đó. Đây là cây lựu Thái nè bạn, lựu Thái đậu trái rất là nhiều luôn, lựu Thái Lan đó, thấy chưa? Cái cây lựu Thái Lan á, khi mà nó đậu trái á thì là cái trái nó xanh nè. Cái lựu Ấn Độ thì trái nó ửng đỏ lên, bạn nhìn thấy nha. Đó, lựu Thái trái ửng xanh vàng, đỏ Ấn Độ thì nó hơi bầm bầm đỏ. Đó, thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các anh chị về cái cách chăm sóc cái cây lựu. Làm sao mà một số bạn đang hỏi mình rất là nhiều, tại sao cây lựu của em trồng cả năm trời mà nó không có đậu hoa, đậu trái, không đậu trái. Đó, thì một số cái nguyên nhân tại sao mà cái cây lựu nó không đậu được trái. Đó, các bạn nhìn thấy không, cây lựu mình nè, đây là lựu đỏ Ấn Độ nè, trái đậu rất là nhiều, đậu rất là nhiều trái lựu đỏ Ấn Độ ha. Thì các bạn nào có nhu cầu về cây giống, cây lựu đỏ Ấn Độ, lựu Peru, lựu Thái Lan ha, thì là theo đường link nè. Ui dồi ôi, trái này, cây này đậu hơn 10 trái luôn đó. Đó, trái nó đỏ như này mới là lựu đỏ Ấn Độ nha bạn nha. Đó, rồi lựu của Nga nè, lựu tím của Nga cũng đậu trái nè. Đó, lựu tím của Nga đậu trái rất đẹp, màu tím ha. Thì các bạn nào mà có nhu cầu mua cây giống á, thì theo đường link Zalo, Facebook ở phía dưới để mua nha. Mình có bán những cây giống, những cây giống nó cỡ như này nè. Đó, rồi đây là cũng là cây lựu lựu Thái nè bạn, đậu trái quá trời đậu trái luôn nè. Lựu Thái đậu trái rất nhiều luôn nè. Đó, thấy không? Lựu Thái Lan đậu trái rất nhiều. Chúng ta trồng cây lựu mang tính chất thư giãn, giải trí và mang lại tài lộc rất là nhiều cho người trồng, cho gia chủ. Cây lựu là một cây rất là đẹp, hoa đẹp, thân đẹp. Nguyên nhân mà cái cây lựu của bạn nó không đậu hoa, không đậu trái là cái nguyên nhân thứ nhất rất cơ bản. Đó là các bạn sốt ruột quá. Các bạn mua cái cây lựu như này nè, cây lựu như này về thì nó rất là khó đậu trái, đậu quả nha bạn nha. Vì sao? Vì cái tuổi đời của nó đang còn rất là nhỏ. Đó, tuổi đời nó rất là nhỏ, do đó những cái hoa này sẽ rụng hết. Nó không đủ sức để nó nuôi hoa, nuôi trái. Đó. Thứ nhất là cái cây lựu của bạn muốn đậu trái á, thì cái cây lựu của bạn ít nhất nó phải là từ 10 tháng tuổi cho đến 1 năm tuổi. Cây này 1 năm tuổi hơn rồi bạn nha. Do đó nó đậu trái rất là nhiều. Trước đây á, mình nuôi cái cây này á, nó có 5-7 tháng á, thì là nó đậu trái xong nó rụng, đậu nó rụng, nó không đủ sức để nuôi. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai nữa là các bạn trồng vào những cái chậu nó quá bé, các bạn phải trồng vào những cái chậu nó to. Như cây này là mình để mình bán, do đó là mình để cái chậu nó cũng vừa phải thôi, chứ còn không là bạn phải trồng vào cái chậu khoảng 50-70 cm nha, cao 50. Đó, đó là nguyên nhân thứ nhất là cái chậu quá nhỏ và cái tuổi đời cây lựu quá bé. Ít nhất cây lựu nó cần đậu trái là nó phải 1 năm tuổi nha. Có những cây của mình nè, đậu trái rất nhiều, những cây này là hơn 1 năm tuổi rồi. Đó, cây này là đậu trái là cả chục trái, là nó khoảng 1 tuổi rưỡi rồi nha bạn. Đó, đó là nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai là các bạn trồng cái cây lựu ở nơi nó ít nắng quá, nó không đủ nắng, không đủ dinh dưỡng. Đó, thứ hai là thiếu nắng. Thiếu nắng thì cái cây nó không quang hợp được, nó không phát triển, do đó là trái nó không đậu được. Cái nguyên nhân nữa là các bạn không thụ phấn cho cây lựu. Cây lựu khi chúng ta trồng ở trên ban công sân thượng á,
thì chúng ta trồng một cây á, thì nó cái tỷ lệ đậu trái nó ra rất ít, do đó là khuyên các bạn lên trồng hai cây, nên trồng hai cây khi cái cây của bạn á, nó có hoa đực hoa cái thì nó mới thụ phấn được. Còn nhiều khi bạn trồng một cây á, lúc nó ra nó ra toàn là hoa đực không, còn cái lúc nó ra thì nó lại ra toàn hoa cái không, nó không có phấn để nó thụ phấn. Do đó là khi ta trồng cái cây ở trên sân thượng là chúng ta cần thụ phấn cho nó, kể cả cây lựu nè, cây na nè, rồi cây cây gì, cây vú sữa nè, rồi cây cây đu đủ nè. Đây là hoa cái, đây là hoa cái. Hoa cái thì nó có cái bầu á, giống như là bầu hồ lô anh chị. Cái bầu này nó sẽ phình ra là khi nó thụ phấn thành công đó. Đây là hoa cái, nó có cái vòi nhụy đi ra, là bạn thấy không, cái vòi nhụy này đó, bạn phải nhìn rõ đây là hoa cái ha. Đó thì đây là tôi bứt luôn cái hoa này ra để tôi so sánh cho các bạn xem đó. Đó bạn thấy không, xa xa đây chút thấy không đó, cái hoa cái nó có cái bầu giống như là bầu hồ lô. Hoa đực thì là nó nhọn và nó nhỏ đó. Thì bạn muốn thụ phấn cho hoa cái thì các bạn thấy nè, đó các bạn nè, lấy cái hoa đực nè, bạn bẻ này đi, thấy chưa, xong rồi bạn dùng cái tay bạn chấm vào cái nhụy của hoa cái, chấm vào nè, đó chấm nhẹ nhẹ vào thì phấn nó sẽ dính vào cái đầu nhụy của bầu hoa cái thì cái trái này nó sẽ đậu, bạn hiểu chưa. Đó làm lại nè, tôi làm lại nha. Cái hoa này là hoa đực nha, hoa đực, thấy chưa. Đó bạn bẻ cái này đi để cho nó khỏi bị ảnh hưởng đến nhụy của hoa cái. Đây là hoa cái, bạn lấy cái phấn, đây là phấn này nè, bạn chấm vào đầu nhụy của hoa cái. Na này bạn ơi, cây na này mình cũng thụ phấn cho nó đậu trái rất nhiều, đậu 50 trái luôn. Đó, trái quá trời trái luôn nè. Cây na nè. Đó, trái nhiều lắm luôn, đậu tới 50 trái luôn. Đó, cây đu đủ này bạn ơi. Cây đu đủ mình cũng thụ phấn cho nó đang đậu đây rồi. Đậu 4-5 trái đây rồi. Đang ra hoa rất nhiều đây nè. Tôi đang can thiệp bằng phương án kích thích để cho cây mận nó ra bông nè, đang ra bông rất nhiều luôn. Kích thích cho cây mận ra bông. À, bông ra quá trời ra luôn. Rất nhiều bông. Đó, mận này là bạn ơi. Mận đậu trái rất nhiều nè. Chúng ta cái nguyên nhân nữa là các bạn phải thường xuyên là cắt tỉa nha. Cắt tỉa những cái cành hư, cành tăm để tạo tán cho cái cây cho nó đẹp. Đó. Và nó đủ sức để nó nuôi hoa nuôi trái. Những cái cành mà cành già đó, những cái cành mà nó già nè, nó cắt bỏ đi. Đó. Rồi cái cây của bạn mà muốn đậu hoa đậu trái là cây nó phải sạch bệnh, tức là không có sâu bệnh. Các bạn phải thường xuyên sử dụng phòng bệnh cho cây. Radian các bạn xịt để trừ sâu bệnh ha. Đó, vì cây lựu nó cũng hay bị bệnh những con bọ trĩ nè, rồi con rầy rẹp nó tấn công thì nó làm cho cái cây của mình suy yếu. Mà cái cây suy yếu không khỏe mạnh thì nó không thể nào đậu trái được. Đó, phải thường xuyên cắt tỉa. Chúng ta chỉ giữ lại những cái cành đẹp thôi, những cái cành to nè, đó những cái trái mà nó đậu ở phía bên trong này nè, trái nó rất là lớn. Cây này trái này sẽ mai mốt sẽ rất là to nha bạn nha. Đó. Đó các bạn thấy không? Như cái cây lựu lựu Nga này nè, nó chỉ có một cái hoa duy nhất thôi. Một cái hoa cái duy nhất, không có hoa đực luôn. Tôi đã lấy cái hoa đực của lựu đỏ Ấn Độ, tôi thụ phấn cho nó và nó đậu. Đó. Do đó là khi các bạn mà có cây lựu Ấn Độ mà hoa cái không, mà không có hoa đực, bạn vẫn có thể lấy hoa đực của lựu Thái Lan, bạn thụ phấn cho hoa cái của Ấn Độ, nó vẫn đậu trái nha. Đó,
thì mình trồng ở đây mình mang tính chất cho nó vui, nó đậu cái trái được, mình nhìn nhìn cái trái là mình thấy vui, thấy thích rồi. À, ăn uống thì cũng không quan trọng ha, rất là đó các bạn thấy không. Thì cái cây lựu á, mình trồng ở trên sân thượng á, vì mình trồng cái số lượng ít, do đó mình cần phải có sự hỗ trợ của các loại phân bón. À, thì cái cây lựu trong cái giai đoạn mà nó đang ra hoa đậu trái như này này, trái bé bé đó, thì nó rất là dễ rụng, do đó bạn cần phải sử dụng canxi, canxi bo, canxi 24 giờ các bạn xịt theo nhà sản xuất nha, và bổ sung thêm vỏ trứng. Đó, đây là vỏ trứng gà nha bạn, vỏ trứng gà xay nhuyễn bạn rắc lên, rồi bổ sung phân bón một cách đều đặn, cứ khoảng 2 tuần bạn lại bón phân một lần, để cho cái cây nó đủ dinh dưỡng thì nó mới đậu được trái, chứ còn cây mà nó suy yếu quá nó đâu có đủ sức để nuôi trái đâu. Mình trồng trong cái chậu cái dinh dưỡng của nó rất là ít. Đó là một số các yếu tố cơ bản mà làm cho cây lựu của bạn nó dễ đậu trái. Và cái nguyên nhân cơ bản nhất mà nhắc các anh chị luôn, đó là cây lựu của bạn phải ít nhất 1 năm tuổi nó mới đậu được trái. Các bạn trồng cái cây mới có mấy tháng mà bảo nó đậu trái là rất là khó nha bạn nha. Đó, xin chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi video clip. À, rồi các bạn nên nhớ là thường xuyên phòng bệnh cho cây nha, các loại bệnh về nhện đỏ nè, rồi các loại rầy rạp nó tấn công cái cây lựu. Cảm ơn quý vị.